Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kênh của mình là một kênh phân tích chỉ tay hoàn toàn miễn phí. Việc phân tích chỉ tay là mình muốn giúp cho các bạn nhận ra được những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm trên lòng bàn tay của mình. À, từ đó các bạn có thể từ từ khắc phục và cũng như là cố gắng phấn đấu những cái ưu điểm của mình để hoàn thiện cái bản thân của mình hơn. Thì ở mọi cái video mình đều để cái địa chỉ của trang trang bay. Các bạn có nhu cầu về phân tích chia tài các bạn có thể liên hệ với mình qua đó đồng thời các bạn cũng có thể à, gặp mình sớm hơn bằng cách tham gia vào cái chức năng hội viên à, để tham gia được cái chức năng hội viên thì các bạn phải mở à, cái youtube đó, bằng cái à, trên cái máy vi tính mà bằng cái à, laptop hoặc là máy tính để bàn thì các bạn mới thấy được cái chức năng hội viên đó à, thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn tứ tay này là của một chị thì à, có thể nói đây là một cái bàn tay cũng khá là thú vị nên mình muốn gửi tới các bạn uh, cái bài cái video này hiện tại thì chị này đang làm trong uh, một cái tập đoàn của nhà nước cũng rất là lớn và chị này hiện đang làm uh, ship làm lãnh đạo ở trong đây thì do vậy với cái tướng ta như thế này thì có những cái dấu hiệu như thế nào để các bạn cũng có thể chiêm nghiệm thêm và xem mình có những cái dấu hiệu đó hay không thì liệu đâu uh, chúng ta cũng có thể một ngày nào đó chúng ta uh, làm ship làm lãnh đạo uh, đứng đầu một cái cơ quan nào đó À, xem xem nó có những cái dấu hiệu như thế nào thì uh, trước tiên chúng ta sẽ đi vào cái phần tổng thể của cái bàn tay này trước tiên chúng ta thấy được là cái bàn tay này cũng khá là ngắn cho đó những người này thường là họ sẽ thiên về cái khả năng hành động hơn là cái phần suy nghĩ tức là họ luôn luôn uh, uh, hướng tới ở cái việc làm nhiều hơn là nói cho đó những người này thường là họ cũng sẽ rất thực tế đôi khi cũng sẽ rất là thực dụng nhiều khi họ cũng sẽ rất là chú trọng với À, với cái gọi là chú trọng về cái bề ngoài về cái à, vật chất à, do đó những cái người này họ cũng sẽ rất là biết cách à, để mà tận dụng thời cơ để mà phát triển à, cái bản thân của mình do đó với những người à, với có tính tay ngắn như thế này thì thường là họ cũng sẽ rất là tham công tiếc việc bởi vì họ là một con người à, luôn hướng về cái hành động mà do đó họ luôn luôn à, là gánh cái phần trọng trách trách nhiệm trong cái bản thân của mình chúng ta thấy được là cái ngón trỏ của cái chi này phải nói rất là trội chúng ta thấy nhìn vào là thấy được. Thậm chí cái ngón trỏ này nó trội gần như bằng với cái ngón cái luôn các bạn. Ngón cái nó đã trội rồi và kết hợp với ngón trỏ nữa thì rõ ràng đây là một người phải nói là rất có tố chất về cái quản lý lãnh đạo. Và các bạn xem nhiều cái video của mình cũng đã biết rồi. Những người nào thường có cái ngón cái nó trội trội tức là nó phải to và cái chiều cao của nó cũng tương đối là cao nó phải ít nhất cũng phải bằng cái trung điểm của cái vạch thứ ba của cái ngón trỏ này à, đặc biệt nữa là đối với một người mà họ có cái khả năng quản lý lãnh đạo có khả thể làm ship được á thì cần phải có cái ngón trỏ họ nó trội cái ngón trỏ nó trội thì nó gồm hai cái yếu tố thứ nhất là về cái chiều cao của nó phải vượt qua được cái trung điểm cái đốt thứ nhất của cái ngón giữa này và đồng thời nó phải to và nó cứng cáp như thế này, Thì rõ ràng đây là một người phải nói có rất có tổ chức lãnh đạo, cái tiếng nói của họ rất là có trọng lượng, mà đôi khi người này cũng gọi là hơi gọi là cái sự à, cứng nhắc à, tham quyền một tí xíu, tức là họ à, nhiều khi muốn áp đặt luôn à, người khác vào trong à, cái cái sự cái ý kiến của mình, à, do đó đây là một trong những mình nghĩ rằng là một cái à, khuyết điểm mà mình à, nghĩ rằng chị này cần phải có À, những cái gọi là à, hạn chế những cái yếu tố này bởi vì à, làm trong một à, tập đoàn của nhà nước lớn thì à, việc mà mình có cái khả năng ăn nói chỉ đạo như vậy là đã tốt rồi nhưng mà mình cần phải à, lắng nghe thêm những cái ý kiến của người khác nữa bởi vì nhiều người họ đóng góp xây dựng cho chúng ta mà chúng ta tiếp thu những cái ý kiến hay đó thì nó sẽ mang lại nhiều à, cái lợi hơn là so với cái hại thì tiếp theo nữa chúng ta thấy là về cái đường công danh sự nghiệp à, mình xin lỗi về đường hôn nhân và cũng như cái ngón giữa này chúng ta thấy nó có một cái sự gì đó nó chênh lệch với nhau thì rõ ràng đây là một người có thể nói cái chuyện tình yêu của họ chuyện tình cảm gia đình cũng không được thuận lợi cho lắm nhiều khi cái ngón trỏ này nó lớn áp quá nó lớn áp cả cái ngón giữa này nữa Cho đó có thể nói nhiều khi là mình cái chuyện tình cảm của mình nó đã không được à, à, như ý rồi và đôi lúc mình cũng còn có một cái gì đó tham công tiếc việc, tức là mình luôn luôn đặt cái mục tiêu rằng cái ý chí cái nguyện vọng của mình luôn luôn hướng về phía trước cho nên nhiều khi mình bỏ quên cái bản thân của mình nữa. Cho nên đây là một trong những cái đặc điểm mà mình nghĩ rằng chị này cần phải có một cái sự điều tiết lại để cho nó có cái sự cân bằng hài hòa giữa cái công việc và cái gia đình. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho mình và cũng như là cái người thân của mình nữa chúng ta thấy tiếp theo nữa là cái út của chị nó hơi ngắn à, thì điều này nó cho thấy rằng là cái mối quan hệ của mình cũng nó không được tốt lắm mối quan hệ ở đây là mối quan hệ về bạn bè đồng nghiệp vân vân thì có thể nói những người này họ sẽ rất là ít biết cái khả năng ăn nói bởi vì cái tính tình của họ cũng sẽ rất là cương trực thẳng thắn cho nên có thể nói đây là một cái người có thể nói trong làm trong cơ quan nhà nước đặc biệt trong tập đoàn như vậy thì họ cũng không thích định bợ ai đâu họ muốn đi lên từ chính cái năng lực cái bản thân của mình ấy cho đó có thể nói đây là một cái bàn tay có thể nói họ có được cái sự nghiệp là chính vì phần lớn là cái sự nỗ lực rất lớn từ bên trong nội tại cái bản thân của mình mà không muốn bất kỳ nhờ giả hay à, luồn cuối trước bất kỳ một ai cho đó có thể nói những cái người này thường nếu như mà họ đã có được cái địa vị thì họ nhất định sẽ làm việc hết mình cống hiến cho đất nước cho người dân à, khác với hẳn với những người họ sử dụng cái đồng tiền những cái mối quan hệ gì đó để có được cái địa vị thì đó là cái yếu tố về cái nhu cầu cá nhân của họ khi mà họ đạt được thì họ sẽ tìm cách để gọi là thu lại những cái khoản tiền trước đây mà họ bỏ qua để có được cái vị trí đó tuy nhiên đối với những người như vậy thì họ ràng rõ ràng họ làm việc với tất cả những cái tinh thần trách nhiệm với cái khả năng mình có được để làm sao phục vụ cho cái công việc nó tốt nhất tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới những cái yếu tố khác đặc biệt là những cái gò chúng ta thấy được cái gò thủy tinh của người này nó cũng khá là đầy đặng cho nên có thể nói à, chị này hoàn toàn có thể thì khả năng kinh doanh được do đó những người làm nhà nước thì mình cũng thấy rằng đa số họ cũng có kinh doanh ngoài à, cho đó với bàn tay này mình nghĩ rằng chị này nếu có kinh doanh ngoài thì à, cái khả năng mà họ có được cái nguồn thu với lợi nhuận cũng sẽ rất là tốt tiếp theo nữa thì chúng ta thấy rõ ràng cái gò một tinh của người này rất cao và đại đặng chúng ta thấy rồi gò một tinh là cái nơi mà nó hội tụ cái địa vị cái danh dự cái công danh sự nghiệp của họ và cái tiếng nói của họ người nào mà có gò một tinh mà đại đặng thì rõ ràng đây là một trong những người cũng có thể nói là có sự cái phúc khí trong đây bởi vì công việc của họ cũng sẽ được cái sự giúp đỡ của người khác họ cũng sẽ được có cái địa vị cái tiếng nói trong xã hội do đó những người có gò một tinh như thế này thì rõ là công việc của họ sẽ có được cái địa vị tiếp theo nữa thì chúng ta thấy à, về cái gò thái âm này của chị nó cũng hơi là thấp lõm có một cái phần ngay chỗ này đặc biệt là nó hơi lõm Cho đó có thể nói cái công việc của mình mặc dù mình có cái địa vị rồi đó nhưng mà mình nghĩ rằng nó vẫn còn bấp bênh lắm nó vẫn còn à, ngày này ngày kia nói chung là có được có khả năng có cái sự luân chuyển nào đó và ngoài cái ý muốn của mình nói chung là nói cách khác là công việc của mình nó cũng còn có một cái sự đi tới đi lui chưa có sự ổn định mặc dù mình làm chủ mình làm quản lý nhưng mà vẫn chịu sự tác động của cấp trên tức là có một cái sự điều động nào đó bất ngờ mà mình không thể lường trước được tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới cái gò kim tinh cái gò kim tinh này của chị mặc dù nó không rộng nhưng mà mình nghĩ rằng với cái ngón đốt thứ ba của con cái nó khá là to điều này nó cho thấy đây là một người cũng có sức sống rất là tốt họ có cái sinh lực và cái thể lực cũng rất là tràn trề à, những người này thường họ có dư à, cái nguồn năng lượng và đặc biệt là khi họ có những cái bệnh thì cái sức khỏe của họ cũng sẽ nhanh chóng à, phục hồi hơn à, so với những cái người khác chúng ta thấy nữa là ở cái khu vực cái bên trong của cái gò kim tinh của chị cũng có những cái đường như thế này đây là một trong những cái đường cũng có thể nói là cái đường ẩm đức nó cũng sẽ rất là tốt à, Cho thấy người này cũng có cái cái phúc phần từ à, bên trong gia đình của mình à, Có được từ đó mà mình cũng một phần nào đó hưởng sấy được à, cái phần đó Và đồng thời nữa thì à, chúng ta thấy bên cạnh đó à, cái đường à, sinh đạo của chị này có một cái đặc điểm như thế này Tức là nó xuất phát từ à, ở ngoài mép rìa của lòng bàn tay nha các bạn Mép rìa của lòng bàn, bàn tay tức là nó khởi nguồn nó xuất phát cũng khá là xa. cho đó những người này thường là họ xuất thân từ bên trong gia đình cũng khá là danh giá, tức là cái gia đình của họ cũng đã có sẵn cái tiềm lực về cái kinh tế rồi, à, hoặc là có sẵn cái danh tiếng ở trong với xã hội. cho đó những người này có thể nói họ sinh ra à, đã làm một người có cái số uh, tốt rồi. tuy nhiên chúng ta thấy cũng có cái sự hạn chế ở trong đây chứ không phải là không có. con người của chúng ta thì ai cũng có những cái khuyết điểm cả cái khuyết điểm của chị này ở đây chính là cái đường trí đạo này nó hơi cong và nó tách rời như thế này thì rõ ràng mặc dù chị có được cái tiềm lực như vậy đó nhưng mà thời thơ ấu của mình nó cũng có nhiều cái lông đông vất vả chứ không phải là không có cuộc sống thời thơ nhỏ của mình nó cũng chịu sự tác động lớn bởi cái tình cảm cha mẹ của mình à, do đó có thể mình đã được à, gọi là nếm trải trải nghiệm à, những cái cảm giác mà những cái đứa trẻ khác đáng lẽ thời thơ thở nhỏ họ có được cái sự hạnh phúc yêu thương từ cha mẹ của mình đó nhưng mà đối với những người này thường họ có một cái sự nào đó mất mát về cái gì tình cảm tí xíu nhưng mà có thể nói về cái à, vật chất trong gia đình này kia thì người này có sẵn cái tiềm lực cho đón mất cái này thì người ta cũng được à, cái khác bù lại chúng ta thấy cái đường trí đạo của chị nó có cái dạng như là cái đường à, à, chị tay tam xuyên thì những người này phải nói là họ rất là hoạt bát lên lợi họ cũng sẽ rất là biết nghĩ tới người khác những người này thường là họ luôn cống hiến vì à, cái sự phát triển của cái xã hội cho nên có những người này mà làm ship á, thì họ sẽ rất là ưu ái cho cái nhân viên của mình họ sẽ biết cách đào tạo nhân viên của mình làm sao họ tạo mọi cái điều kiện thuận lợi để cho họ có thể phát triển phát huy mọi cái ưu điểm từ đó À, mà có thể phấn đấu phát triển hơn bởi vì họ nhận thức được rằng à, nhân viên mạch giỏi mà nhân viên có trình độ năng lực ấy, thì sẽ giúp cho họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ và đồng thời hướng tới cái mục tiêu chung đó là đưa cái công ty của mình đi lên. Đương nhiên là khi mà nhân viên của chúng ta giỏi thì à, chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích thú, cái công việc của chúng ta nó sẽ thức được thuận lợi, doanh thu của chúng ta nó cũng sẽ rất là đi lên. Do đó một trong những cái biện pháp mà mình nghĩ rằng để cho một cái doanh nghiệp công ty nó phát triển thì đặc biệt chúng ta cần phải có những cái nhân viên giỏi những người có trình độ và năng lực thì họ sẽ giúp được cho chúng ta rất là nhiều à, tiếp theo nữa thì chúng ta thấy à, về cái đường à, sinh đạo của chị ô đường à, tình cảm nó hơi rắc rối một tí xíu chúng ta thấy cái khu vực này nó có cái vân đảo và ở những cái khu vực này nữa cũng có vân đảo ở đường này thì nó có hướng xuống và đồng thời những cái khu vực này nó cũng có những cái tam giác nhỏ nhỏ nó li ti thì điều này nó cho thấy rằng cái chuyện tình cảm của chị nó cũng sẽ rất là đận, đận. à, đặc biệt là ở những cái năm có thể nói là từ 31 mà tới à, cho năm 33 tuổi ấy, thì cái chuyện tình cảm của mình ấy, nó sẽ có một cái biến cố à, rất là lớn tuy nhiên à, trước đó nó cũng đã có rục rịch xảy ra những cái vấn đề nó không hay rồi nhưng mà cái thời định điểm đó chính là ở những cái độ tuổi đó à, tiếp theo tiếp theo nữa chúng ta thấy về cái đường Tình cảm nó cũng thư đối là gắn Cho nên có thể nói đây là một người họ cũng không có một cái sự uh, rõ ràng trong cái chuyện tình yêu của mình đó Nói chung là uh, có cũng được mà không có cũng được Những người này thường chính vì như vậy họ sẽ cảm thấy mình không có bị lùi tình Không có bị vướng bận vào cái chuyện tình cảm Bởi vì trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào dù có họ cũng thấy hạnh phúc À, dù trong cái hoàn cảnh không có họ cũng cảm thấy là họ đủ hay nói cách khác những người họ biết đủ thì cái cuộc sống của họ cũng sẽ rất là thoải mái à, do đó chưa chắc gì chúng ta có được mà chúng ta cảm thấy nó đầy đủ đâu nhiều khi người ta có rồi nhưng mà người ta muốn có thêm nữa thì những người vậy cái lòng tham của họ nó càng nhiều à, cái ước muốn trong à, cái tâm của chúng ta nó càng lớn thì làm cho con người chúng ta nó càng thêm à, khổ à, khổ tâm thôi Người nào biết đủ thì người ta sẽ cảm thấy Cuộc sống của mình nó sẽ an nhiên Nó thoải mái Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy Với cái đường tâm đạo như thế này Thì rõ ràng cái tâm cầu tiến của mình Nó cũng không có nhiều Cho đó có thể nói ở cái địa điểm hiện nay Mặc dù chị ở đứng cái vị trí Là ship là lãnh đạo Trong một cái tập đoàn nhà nước như vậy Nhưng mà với cái tinh thần cầu tiến như thế này Thì mình nghĩ rằng Chị cũng đã có một cái phần nào đó Hài lòng với cái mức ở hiện nay rồi Cũng không hẳn là muốn phát triển gì thêm à, và mình nghĩ rằng cái việc này nó cũng à, rất là thuộc, nó rất là phù hợp với những cái tính cách và cái hoàn cảnh của chị hiện nay bởi vì mình nghĩ rằng một người nữ thì à, họ cũng không cần phải có một cái địa vị cao à, để làm gì cả thường thì họ cũng sẽ thích về cái cuộc sống thoải mái hơn về cái chuyện gia đình hoặc là từ tại đi đi đây đó ăn chơi ăn uống nó thoải mái hơn à, rất là hợp với cái tướng tài như thế này do đó có thể nói cái địa vị đối với cái người này thì họ cũng không thực sự là có một cái sự ham muốn gì đó nó cao lắm ở cái vị trí hiện nay là cũng có thể nói là đã đạt được cái sự mong muốn của người này. À, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới những cái đường công danh sự nghiệp của chị sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào. Chúng ta thấy được ở những cái giai đoạn mà trước năm 30 tuổi cái đường sự nghiệp của chị nó sẽ rất là mờ và nó không có phát triển ổn định. Đặc biệt từ À, là những năm từ 35 tuổi tới đi thì rõ ràng chị đã có được cái bước ừ, triển à, rất là lớn trong cái sự nghiệp của mình và có thể nói ở thời điểm đó chị đã có được cái chức vụ à, và cái địa vị ở trong đây. Chúng ta thấy được những cái thời điểm trước đây chị cũng đã từng đi lại rất là nhiều, tức là cái công việc của mình nó cũng phải đi tới đi lui hoặc là có một cái sự luân chuyển nào đó à, mà khiến cho mình à, chưa có được cái à, cái công việc nó thực sự nó ổn định mà thực sự mà nói ở những cái độ tuổi 35 trở đi thì cái sự nghiệp nó mới bắt đầu có được cái sự thành công rất là rõ ràng ở cái giai đoạn này. Tuy nhiên chúng ta thấy nữa ở những cái khu trước đây chị cũng đã từng có cái buôn bán gì đó chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà những cái này nó cũng chỉ mang tính tạm thời, nó thời vụ thôi. À, có thể là mình không đam mê hoặc là mình đang làm giữa chừng mà mình cảm thấy nó không thích thú nữa thì mình bỏ cuộc nhưng mà nó cũng quay lại lẫn quẩn như vậy. Nó không có một cái gì đó để định hướng nó rõ ràng chúng ta thấy được ở bên trong của cái gò kim tinh của chị này có một cái nguồn lực đây là nguồn tài chính rất là lớn có thể nói người này sinh ra và sẽ được cái sự giúp đỡ rất là lớn từ bên trong cái gia đình của mình chúng ta thấy ở cái đốt thứ à, hai thứ ba này của chị này phải nói đây là một trong những cái dấu hiệu nó cho thấy rằng rõ ràng người này có một cái gốc ghề nó rất là lớn gốc ghề ở đây có thể là họ có nguồn lực về tài chính hoặc là gia đình họ có cái mối quan hệ nào đó thân thân cận với nhà nước gì đó nói chung là rất lớn và những người này thường họ cũng sẽ có à, cái bộ mạng cũng sẽ rất là lớn cho đó với cái tướng tài như thế này thì Mỹ có thì rõ ràng đây là một tướng tài của một cái nhà lãnh đạo à, tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta thấy à, họ cũng sẽ có những cái chuyện nó không vui về cái chuyện tình cảm à, đặc biệt là ở những cái giai đoạn này cái chuyện tình cảm sức khỏe công danh của họ cũng sẽ có cái phần sụt giảm tuy nhiên nó phần những cái dấu hiệu đó nó đã đi qua rồi và bắt đầu từ những năm à, có thể nói 40 trở đi thì chỉ rõ ràng cái hướng cái công danh sự nghiệp của mình nó có sự phát triển đi lên nữa tiên tài à, cụ thể ở đây chúng ta thấy ở cái khu vực này của chị nó cũng khá là nhiều cái đường kinh doanh à, rõ ràng trong đầu của mình cũng đã từng nghĩ tới nhiều đường kinh doanh cũng có nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau đó nhưng mà nó đường này nó không có rõ lắm à, những cái đường này có nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta làm nhiều công việc mà nó không tập trung vào bất kỳ cái lĩnh vực nào. Do đó, nó sẽ bị phân tán, từ đó mà nó sẽ không có được cái sự thành tựu hẳn hôi ở trong cái con đường công danh sự nghiệp, cái con đường kinh doanh, à, tài chính của mình. Chứ nếu như mà một người mà chỉ có một đường thôi, à, nó rõ ràng thì rõ ràng những người đó sẽ thành công rất lớn à, đối với cái công việc hiện tại của họ và đặc biệt đó chính là cái công việc chính luôn của họ nè. À, chúng ta thấy tiếp theo nữa là ở trên cái gò thổ tinh này cô chị cũng có khá là nhiều cái đường tiền nó cũng khá là tương đối giống với cái khu vực này. Thì rõ ràng những cái năm mà ngoài 40 có thể nói là cái công việc về làm quản lý tại một cái tập đoàn nhà nước thì nó không còn cái sự gì đó nó mặn mà đối với chị nữa mà có thể là chị hướng tới cái việc kinh doanh nó nhiều hơn và nó cũng như là thích những cái việc mà đi đi lại nó tự do nó tự tại hơn và với cái tướng tai này thì rõ ràng ở những cái khu vực này nó có khá là nhiều à, cái vân cổ cổ cồn cổ, cổ tai như thế này mặc dù chúng ta thấy cái sự đứt đoạn về cái đường sinh đạo đặc biệt là ở cái khu vực này tuy nhiên chúng ta thấy được à, sau khi mà trải qua những cái giai đoạn này thì rõ ràng cái sức khỏe của chị nó sẽ phát nó vẫn giữ vững và đặc biệt là ở cuối của cái cổ tai nó có những cái ngấn như thế này thì rõ ràng những người này thường họ sẽ sống rất là thọ và những cái dấu hiệu này nó cũng cho thấy về già của mình đó sẽ tích lũy được đất đai à và điện sản với cái tướng tay này thì nó có một cái dấu hiệu nữa thì nó cho chúng thấy được là người này sẽ có cái sự tích lũy về đất đai và cái điện sản cụ thể là ở cái vùng cung ly này nó sẽ rất là đầy đặn các bạn nhìn vào cái vùng này mà các bạn nhìn vào nó đầy đặn thì cái khả năng mà các bạn có được đất đai điện sản về hậu vận và đặc biệt là ở những năm ngoài 40 thì sẽ rất là lớn do đó các bạn cũng có thể đối chiếu À, một cái phần nào đó chúng ta thấy nữa ở cái khu vực của cái đường tâm đạo phía cuối nó có cái hướng như thế này chúng ta thấy ở cái khu vực này trước đây á, rõ ràng nó không được thường lợi im ấm cho lắm nhưng mà về hậu vận rõ ràng nó tách ra cái hướng thành đuôi cá như thế này thì rõ ràng về cái hậu vận người này sẽ có được cái cuộc sống sung túc có được cái à, hạnh phúc ấm im như những gì mà mình đạt được mong muốn mặc dù nó không cao nhưng mà đối với mình đối với tướng tài của người này thì đó là một cái sự viên mãn đạt được sau những cái thời kỳ nó thăng trầm à đây Và đương nhiên đây là một trong những điều mà mình nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng muốn đều có Về cái tuổi già, về hậu vận của mình có được cái sự hạnh phúc Và cái tiền tài đặc biệt và lại đất đai điền sản này Cũng có khả năng là chị sẽ kế thừa một cái gia sản từ bên trong gia đình của mình nữa Cho ra đây là một cái thông tin mình cũng có thể nói xin chúc mừng chị và mình sẽ kết thúc video tại đây mình sẽ tiếp tục liên hệ với các bạn để phân tích ở những cái video tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại